quân đội Nga đang chạy đua với thời gian, cố gắng giành thêm nhiều thị trấn nữa ở vùng Donbass ở phía đông Ukraine, trước khi những cơn mưa khiến mặt đất trở nên lầy lội vào mùa thu và nhiệt độ giảm mạnh. Một trong những khu vực mà Moscow đang tiến đánh dữ dội trong những ngày qua là thị trấn Toretsk. Ukraine lo ngại thị trấn khai thác than Toretsk có nguy cơ rơi vào tay các lực lượng Nga sau khi Vuleda thất thủ. Alexander, lính pháo binh thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 109 của Ukraine được triển khai trong khu vực cho biết: "Tôi không nghĩ thị trấn này sẽ trụ được lâu trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra tại đây, thành trì chiến lược của Ukraine sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Trong 2 năm đầu tiên của cuộc xung đột, nơi này là khu vực tương đối yên tĩnh trên tiền tuyến. Tuy vậy, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Nga phát động tấn công vào tháng 6 năm 2024. Phát biểu với Kiev Independent, chuyên gia quân sự Ukraine Mykhailo Zhirokhov cho biết: "Tình hình rất tồi tệ, nếu bộ chỉ huy của quân Ukraine không điều quân dự bị đến Toretsk trong thời gian tới, tình hình sẽ khó khăn hơn, thậm chí rất thảm khốc." Ông lưu ý, Ukraine hiện đang vào mùa thu và Nga hiểu rằng khi thời tiết thay đổi khiến cho quá trình cung cấp hậu cần gặp thách thức, họ sẽ buộc phải dừng các cuộc tấn công. Vì thế, khi thời tiết còn thuận lợi, họ sẽ cố gắng chiếm giữ thêm càng nhiều vùng lãnh thổ càng tốt. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình ở Toretsk, nơi có khoảng 1.200 người dân đang sinh sống, đã xấu đi nhiều. Người phát ngôn quân đội Ukraine Anastasia Bobovnikova cho biết: "Các lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của Toretsk và đang cố gắng di chuyển về phía mỏ trung tâm ở phía tây thị trấn." Theo giới quan sát, số phận của Toretsk phụ thuộc vào việc liệu Ukraine có thể phân bổ các đơn vị dự bị và đạn pháo tới đây để ngăn chặn bước tiến của Nga hay không. Do tình trạng thiếu hụt nhân lực và vũ khí, Ukraine buộc phải ưu tiên cho các khu vực trên tiền tuyến hơn là những khu vực khác. Trong khi đó, ở trên lãnh thổ Nga, quân đội Nga tiếp tục phản công thành công ở Kursk, tăng cường đáng kể các tuyến phòng thủ tại khu vực biên giới. Bước tiến này của Nga làm phức tạp đáng kể các kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine khi Kiev có ý định đột phá sâu vào Kursk, bao gồm theo hướng Korenev từ khu vực Svelikov, nơi chỉ cách tiền tuyến 4 km. Theo nguồn tin IVA Pro, các đơn vị Ukraine bắt đầu rút quân trong bối cảnh đối mặt với các cuộc tấn công từ quân đội Nga. Quân đội Nga đã tích cực sử dụng bom lượn với mọi cỡ để chấn áp các vị trí của Ukraine ở Kursk. Pháo binh Nga với sự hỗ trợ của không quân tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine, đồng thời giúp củng cố các vị trí của Moscow dọc theo tuyến phòng thủ. Những động thái này đã tăng cường đáng kể quyền kiểm soát của Nga ở các vị trí quan trọng về mặt chiến lược, ngăn khả năng đột phá của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong báo cáo ngày 10 tháng 10 về tình hình chiến sự ở Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine vào Lyubimovka và Kamishevka. Ngoài ra, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công, hạ gục các đơn vị quân đội Ukraine ở các khu vực Darino, Lyubimovka, Novipud và Plekhovo. Quân đội Nga cũng tấn công vào nhóm quân nhân và trang thiết bị của 13 lữ đoàn Ukraine ở Kursk. Trong khi đó, không quân Nga tiếp tục tấn công lực lượng dự bị của Kiev ở vùng Sumy, nơi giáp biên giới với Nga. Moscow cho rằng Kiev đã điều binh lính và thiết bị quân sự từ Sumy để đột kích vào Kursk. Để đối phó với quân đội Ukraine đột kích vào Kursk, từ ngày 6 tháng 8, Nga đã sử dụng lực lượng quân sự của Bộ Quốc phòng và lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Đặc nhiệm của FSB, Spetsnaz, bao gồm các đơn vị Alpha và Vipen. Họ được giao nhiệm vụ nhận diện và vô hiệu hóa các nhóm trinh sát và phá hoại ngầm của Ukraine ở Kursk. Tờ Novaya Gazeta Europe thông báo, một sĩ quan FSB tiết lộ rằng các đơn vị đặc nhiệm của họ có những lúng túng nhất định khi phối hợp với bên quân đội Nga trong tác chiến binh chủng hợp thành, sử dụng vũ khí hạng nặng chống lại lực lượng quân sự chính quy của đối phương. FSB thường thực hiện các chiến dịch chống khủng bố, đối phó với các nhóm khủng bố cỡ nhỏ. Họ thiếu huấn luyện và phương tiện cần thiết để đối phó với các đơn vị chính quy như đơn vị quân đội Ukraine, sử dụng hình thức tác chiến hiệp đồng quân binh chủng tại Kursk. Một nguồn tin khác gần gũi với các cơ quan đặc biệt của Nga nói với Novaya Gazeta Europe vào cuối tháng 9 năm 2024 rằng trung tâm tác chiến đặc biệt của FSB không có kết nối chung với các đơn vị quân đội Nga và ít nhất đến khi ấy vẫn chưa có sở chỉ huy chung để điều phối các nhiệm vụ tác chiến chung giữa hai đơn vị. Ngày 8 tháng 8, Tổng thống Nga Putin giao nhiệm vụ cho FSB tiến hành hoạt động tác chiến ở Kursk để đánh bật quân Ukraine ra khỏi đây. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong ngày 10 tháng 10, lực lượng Ukraine mất hơn 200 quân nhân, 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 1 khẩu cối, 1 hệ thống tác chiến điện tử và 1 xe cơ giới. 5 quân nhân lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga và trở thành tù binh. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, lực lượng Ukraine đã mất hơn 21.550 quân, 139 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân,
892 xe chiến đấu bọc thép, 590 xe cơ giới, 177 pháo, 33 hệ thống pháo phóng loạt, 9 bệ phóng tên lửa phòng không, 46 hệ thống tác chiến điện tử. Người đứng đầu thị trấn Suzha ở Kursk, ông Alexander Bogachev cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang giam giữ những dân thường còn lại ở các vùng lãnh thổ mà Kiev kiểm soát tại một trường nội trú ở thị trấn thuộc vùng Kursk. Ông nói rằng, thông tin này được xác nhận bởi các cảnh quay do chính quân nhân Ukraine ghi lại. Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào Kursk của Nga từ đầu tháng 8 năm 2024, kiểm soát thị trấn Suzha và một số ngôi làng gần đó. Ukraine cho đến nay tuyên bố đã kiểm soát khoảng 100 khu định cư ở Kursk. Chiến dịch Kursk là cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mục tiêu của Kiev khi mở chiến dịch này là nhằm chuyển hướng lực lượng Nga ở mặt trận miền Đông. Tuy nhiên, Moscow vẫn tiếp tục giành quyền kiểm soát hàng loạt khu vực ở Donbass trong những ngày gần đây. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, Moscow đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô nhỏ, có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công ở Kursk. Phương Tây lo ngại Ukraine khó chống đỡ nếu Nga phản công mạnh hơn nữa. Chiến dịch đột kích Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hay xóa sổ các đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí, làm giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Đầu tháng 10, Ukraine đã mất Vuleda, một thị trấn khai thác mỏ ở tỉnh Donetsk, nằm cách Toretsk 80 km về phía tây nam. Trong khi đó, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy phương Tây sẽ cung cấp thêm nhiều gói viện trợ mới cho Kiev. Cuộc họp thường kỳ của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine nhằm tập hợp các nhà lãnh đạo của hơn 50 quốc gia để thảo luận về viện trợ thêm cho Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Nhưng sự kiện đã bị hoãn lại do Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden hủy chuyến đi châu Âu để ứng phó với một cơn bão mạnh đổ bộ vào tiểu bang Florida ở miền Nam. Các cuộc tiến công ngày càng lớn mạnh của Nga diễn ra khi Ukraine cố gắng thuyết phục Mỹ và châu Âu cung cấp thêm nguồn lực vũ khí cho quân đội nước này trước cuộc bầu cử Mỹ. Phát biểu với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10 tháng 10 trong cuộc họp tại Paris, Tổng thống Ukraine cho biết, khi mùa đông đang đến gần, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ. Ông Zelensky đã có chuyến công du châu Âu, tận dụng cơ hội gặp gỡ các đối tác nhằm tập hợp sự ủng hộ cho Ukraine. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại London. Một số binh sĩ Ukraine bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu chắc chắn trong nỗ lực viện trợ quân sự phương Tây khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc lập kế hoạch trên chiến trường. Chúng tôi không có khả năng lập kế hoạch tốt vì phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác. Chúng tôi đang chiến đấu ở đây hôm nay và bây giờ, nhưng điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai thì vẫn chưa rõ. Nếu không có đạn pháo, các vị trí này sẽ bị mất rất nhanh. Chỉ huy tạm quyền của một trung đội trinh sát thuộc Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 112, Anton, được triển khai ở đông nam Zaporizhia, bày tỏ lo ngại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.